mừng các bạn đến với Have a Sip uống gì không Đây là một chương trình mà mỗi tuần chúng ta gặp lại nhau một lần bên một ly nước Và chúng ta sẽ trò chuyện à, Từ trước đến nay thì em hay nói là trò chuyện với những khách mời có nhiều chữ Tại vì có rất là nhiều người viết sách, là tác giả sách, những người làm nội dung Còn hôm nay thì em biết chắc là một người ít nói Chào mừng anh công trì đến với Have a Sip à, Chào Thùy Minh và chào các bạn đang xem chương trình Em nói anh là người ít nói đúng đúng không? Bởi vì là um, anh Chí thì thậm chí có một cái triển lãm lúc mà 20 năm vào nghề tên là cục im lặng luôn. Thật là để mà anh Chí nói thì sẽ có một tiếng động rất to. ở có ai <laughs> Rồi vào. <laughs> uh, nhưng mà hôm nay rất là cảm ơn anh vì uh, các bạn cũng biết là anh Chí là người vì anh ấy xuất hiện và trước khi cái buổi podcast này thì uh, anh em cũng trò chuyện một chút xíu là phải có một cái lý do thì mình mới mình à. mới mới cần phải nói đúng không ạ à, thành ra là đấy như em nói em rất là vui vì anh có mặt ở đây em sẽ hỏi anh câu đầu tiên <laughs> rồi em hỏi đi <laughs> là đồ uống đầu tiên trong ngày của anh là gì à, nước suối nước suối. Ừ, một người nước suối xong tiếp đến là à đầu tiên là nước suối ừ. tiếp đến là nước trái cây à, thế à? và đây là cái thói quen anh giữ rất là lâu rồi ừ anh anh thấy nó bình nó đúng rồi nó bình thường ừ. tại vì lúc nào cũng có một ly nước ở đầu giường và anh không phải là tuyếp người sẽ phải uống một cái gì để khác lạ Thế đồ uống khác lạ nhất trong ngày của anh có thể kể ra là gì không không có đồ uống khác lạ nghĩa là thì những thứ mình chuẩn bị sẵn trong đầu là mình uống thì uh, sẽ có nước trái cây uh, trà đá nước suối ừ. và một cái loại nước uh, từ uh, các cái hạt đậu. Ừ, ok. Và em đoán thôi nhé, là đồ nước uống cuối cùng trong ngày cũng sẽ là nước suối. À, tất nhiên rồi. <laughs> anh uống nước khá nhiều. Ok. Bây giờ em hỏi thêm một câu nữa. Thế là cái trang phục mà anh mặc đầu tiên trong ngày trông như nào? <laughs> trang phục đầu tiên trong ngày thì nó là một cái chiếc áo t-shirt màu trắng. Ừ. Uh, như lão ngủ vậy đó nhưng mà thực ra là uh, không mặc ngủ mà để mặc đầu tiên trong ngày à, okay. tức là anh có một bộ quần áo của đám ngủ trước đấy xong sáng em vẫn phải <laughs> bắt đầu ngày bằng một à, chiếc áo khác ngủ thì cởi trần okay. <cười> <cười> okay. <cười> nhưng mà khi dậy thì lại ừ. mặc một chiếc áo thun để mà đi làm vệ sinh ừ. nó, okay. nó nó hơi ngược nha ừ nhưng anh có cái này nhiều người cũng hỏi anh rồi là anh tạo ra những cái bộ trang phục rất là lộng lẫy nhưng mà anh lại là một người ăn mặc rất là tối giản đúng không ạ và đây vẫn là một cái tôn trị của anh qua nhiều năm cái này nhiều người cũng có hỏi như là thì minh biết và thậm chí họ cứ nghĩ sao công trí có mỗi bộ đó thôi sao <laughs> chứ thật ra là một kiểu đó đi có rất là nhiều nhiều bộ khác nhau thậm chí chất vải nó hơi khác nhau chút ừ. xíu thôi vì uh... À, không hiểu sao mình làm cho người khác thì mình biến hóa rất là nhiều nhưng đối với bản thân thì mình chỉ có mỗi hình ảnh đó thôi ừ. không không giải thích được nhưng thành ra em hỏi thêm khi anh gặp một người khác á anh có đánh giá người khác anh có lặng thầm đánh giá người khác về việc họ ăn mặc không ạ có chứ ừ <cười> 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 phải okay. có ừ. tại vì cái công việc mình là mình cái điều đó làm đập vào mắt mình đầu tiên ừ thế một cái biên độ dao động ừ. đến mức độ như vậy tức là anh sẽ mặc những gì rất là tối giản à, xong rồi đến những cái bộ cánh gọi lộng lẫy nhất lộng nhất có thể rồi thì à, anh sẽ khi mà anh đánh giá người khác ăn mặc ấy, thì nó nó dao động như thế nào nó có dao động liên tục hay là anh có một cái quy chuẩn không? Thực ra quy chuẩn thì không nhưng mà cái cái cách người đó mặc đồ và cái thần thái của người ta ừ làm anh sẽ đánh giá trên dựa trên cái điều đó chứ anh không có là ví dụ như cô này hay là cậu kia mặc đúng cái đồ anh thích thì anh mới thích thì không phải có những cái trang phục anh nó không phải style của anh nhưng mà anh thấy họ mặc đẹp và anh ghi nhận là họ biết cách phối đồ và họ xuất hiện đúng đúng nơi mà mà mình thấy thì mình 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 rất là thích mặc dù đó không phải style của mình thế như thế nào thì là style của anh ạ thì như anh đang mặc nghĩa là nó chỉ đơn à, giản anh. và và nó cũng không quá nổi bật nghĩa là nó có thể lẫn vào đâu đó cũng được có thể anh cũng hơi nhút nhát trong trong không biết có tin không nhỉ nhút nhát trong tính cách cho nên làm ra mình mặc đồ như thế à, em tin à, thì cái điều mà thì mình vừa mới nhắc lại với anh công chí là lần đầu tiên mà thì mình phỏng vấn anh là cho chương trình vân tay của vtv 6 cách đây 16 năm và gần như là những cái tập đầu tiên em không biết tại sao lúc à. đó em lại phỏng vấn anh nhưng mà trước cái buổi đấy thì em cũng rất là lo 16 năm trước uh, bởi vì cái chữ mà anh vừa nói cái chữ nhút nhát tức là sẽ có những cái người mà họ xuất hiện với cái tư cách là họ nói rất giỏi và em hay đùa là nó như một cái cuộc ném bóng ấy, à. là có những cái người mình cảm giác mình ném Có bóng khó đến mấy hay là hay là quả bóng gì họ cũng bắt được đấy, nhưng mà có những người thì mình phải biết là à ok uh, tâm trạng hôm nay như thế nào ừ thế thì em muốn hỏi là uh, khi anh đến đây và đến với một cái cuộc trò chuyện như này này thì anh anh nghĩ gì trong đầu và tâm trạng anh ra sao anh không biết là cái cuộc trò chuyện này nói về vấn đề gì và cũng thật sự cũng không 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 biết mình sẽ nói gì ở đây có điều là vì vì thùy minh mời anh và anh rất là trân trọng thùy minh và cũng cũng có một chút nể nể là vì cũng biết minh lâu rồi và cũng thấy những hoạt động của em thì anh nhận lời và anh đến đây Thì khi bước vào đây anh, anh thấy anh anh thích Vì cái không khí Thấy nhiều bạn trẻ à, đúng. Đây cũng là Năng động Anh thích à, Anh Chí cũng hỏi Anh chị cũng có một cái sự kiện rất là quan trọng Diễn ra trong cái tháng cuối năm này Và Thứ Minh thậm chí có hỏi anh Chí là Hay là em đến tận nơi à, Đến cái cửa hàng Mà anh sẽ khai trương ở đường Đồng Khởi đúng không ạ Trong vào ngày nếu em nhớ đúng Thì là ngày 18 tháng 12 à, Và thì mình cũng có nhã ý là hay là mình đến một cái không gian của anh trí để trò chuyện với anh trí à, nhưng anh trí thì nói là không anh cũng có thể đến văn phòng của Vietcetera và để mô tả một chút xíu thì đây là trên lầu 2, ở dưới à. anh trí sẽ đi qua cái sảnh có rất là nhiều các bạn trẻ mà đúng nghĩa là Gen Z nói đến bạn trẻ một chút xíu em thấy anh cũng rất để ý đến cái việc là làm việc với những bạn trẻ à, em nhớ có một cái bộ sưu tập của anh có làm việc với hoàng cu chẳng hạn hay là những à, cái đó. Uh, Tại sao anh muốn làm việc với các bạn trẻ? Hiện tại anh vẫn làm việc với các bạn trẻ trong team của anh. Thì đương nhiên anh làm với các bạn đó anh anh thấy mình được trẻ hơn, mình học được nhiều thứ mà có thể bản thân bây giờ mình mình không có cơ hội được học. Các bạn va chạm ở ngoài các bạn đi nhiều, va chạm nhiều và và các bạn trao đổi cảm xúc trực diện với nhau. Đôi khi những cái điều đó anh 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 còn hạn chế thì anh học được điều đấy anh anh rất là thích ừ. khi làm với bạn trẻ anh rất là thích cho nên trong đội ngũ của anh luôn luôn có những thế hệ trẻ nhưng nó còn liên quan đến việc khi anh còn trẻ anh cũng thích uh, được làm việc sớm với ai và cái em chỉ tò mò thôi là à. đôi khi mình lặp lại tức là à. mình em không biết là hồi trẻ anh anh cũng trải qua rất là nhiều các cái công việc mà trước khi đến với thời trang á hồi trẻ thì anh thích làm việc với người lớn ừ làm với những người thành đạt và những người để anh học nhiều và đến bây giờ thì anh thích làm với các bạn trẻ để anh anh được uh, trẻ theo ừ. như là được cưa sừng chút xíu ừ. và các bạn trẻ khi làm việc với anh thì họ có bị quá sức không ạ à, quá sức là có nhưng mà đôi khi các bạn uh, thấy anh cũng rất là khó và cũng rất là dễ dễ là anh hay để cho các bạn tự quyết nhưng mà uh, các bạn lại bị uh, vì khi bị 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 lo ngại Ủa sao lại một cái vấn đề này là sao lại để cho mình quyết uh -huh. thực ra anh muốn các bạn quyết để anh anh xem thử là với con mắt của các bạn cái quyết định nó nó khác mình hay nó giống mình nếu mà cái quyết định nó giống mình thì tự động anh thấy anh vui trong lòng vì à mình cũng được trẻ uh -huh. còn nếu mà nó khác thì mình sẽ xem là cái điểm khác đó là cái gì uh -huh. và mình có rút tỉa được hay không đấy là trong uh, tình huống lý tưởng nhất uh, thế em giả sử là các bạn ấy rất là khác bạn khác anh anh trả giá nhiều lắm em <cười> <cười> nghĩa là để cho làm xong rồi hư hỏng anh chịu ừ. thì anh nghĩ đó là cũng là một cách để mình trải nghiệm ừ. và cái chuyện đó anh nghĩ không riêng anh tất cả những người nào tầm của anh hoặc là cái, cái độ tuổi mà làm việc với cái cái công việc như bây giờ đều phải chấp nhận có những cái khoản mình phải 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 trả Ừ. Đó. nói nó dùng từ trả giá thì nó hơi hơi quê đúng không ừ. nhưng mình mình phải trả tiền đấy nói thẳng là mình phải trả tiền cho những cái sai phạm ừ. nhưng thường anh sẽ cho những cái sai phạm này theo em đoán thôi là nó vẫn phải trong phạm vi an toàn chứ đúng không à, thực ra nó có cái budget của nó <cười> <cười> ví dụ như tùy theo cái bạn đó ở level nào bạn nó ở level cấp thấp thì sẽ có một budget thấp còn ở cái cấp mà leader hay là manager thì nó sẽ có khác ừ và cái việc thử nghiệm với người trẻ quan trọng như thế nào với anh ạ? nó có nó có rất quan trọng không? ạ? À, khi anh làm việc với các bạn trẻ và anh anh thấy điều đó nó quan trọng thật sự à, muốn đi à, lâu dài và không để bị tụt hậu lạc hậu thì anh nghĩ việc đó rất là quan trọng ừ. thực ra cái cái nếu mà không 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 trả tiền cho những cái sai phạm và những cái mà bị hư hỏng của những bạn đó thì mình mình cũng phải trả tiền cho chính những cái mình trải nghiệm thôi. Và đôi khi cái cái của mình nó bị sẽ bị già. Ừ. Nó sẽ bị uh, chắc tay quá, nó bị uh, uh, tính toán cẩn trọng đó, nó không đúng. Nó là gì? Anh có phải hay lo là mình tụt hậu hay không ạ? À? Hay là cái cái suy nghĩ đây nó có hay bị xuất hiện trong đầu anh không? cái này thì uh, từ trẻ anh đã đã nghỉ rồi cho nên đến bây giờ nó nó thành bình thường <laughs> chứ không phải đợi đến già mới nghĩ em hiểu không? cho nên là khi trẻ cũng phải tìm cách để mình luôn upgrade mình lên rồi tìm cách để mình uh, cập nhật với những cái điều mới thì đến bây giờ anh làm với các bạn trẻ thì anh thấy nó thành một cái hơi thở rồi Nghĩa là mình không nghĩ đến cái chuyện ừ. đó. Anh nói giống như là anh rất già nhưng mà không phải như vậy nhưng mà đúng Trời là anh là một trong em. nhưng mà anh đúng là trong là... nghề thì anh là một trong những người già nhất trong nghề đúng không ạ và vẫn đang tiếp tục làm nghề. Em nghĩ cái sự mà tiếp tục làm nghề ấy, nó rất là quan trọng. Tại vì tuổi nghề có thể nhiều nhưng mà có tiếp tục làm hay không thì cái điều đấy em nghĩ là một cái trong những cái mấu chốt. Em muốn hỏi anh về cái giai đoạn covid này. Em thấy một cái post của anh trên Facebook nói về cái thời điểm covid mà đặc biệt đặc biệt là trong cái thời gian covid lockdown vừa rồi ấy, thì anh phải làm việc để ra cái bộ sưu tập mới cái trải nghiệm đấy như thế nào um, lần đầu <laughs> nó là lần đầu vì thực sự trước đây anh cũng có làm như vậy nhưng nó không phải trong tình trạng lockdown Ừ. lúc đó là gọi là nó bình thường nó hòa bình mà ừ. nó không có mấy cái con virus này ừ. thì lúc đó anh cũng ở nước ngoài anh ở bên Mỹ thì anh vẫn làm việc với ekip của anh tại Việt Nam thì cái múi giờ nó cũng khác nhau anh cũng vẫn phải làm việc còn bây giờ nó uh, như là các bạn cũng sẽ làm ở nhà sẽ có một số người làm việc tại xưởng không được về nhà tuy nhiên là cái mọi người không được tự do đi lại trong thành phố để mà hoàn thành công việc nhanh hơn hoặc là tìm kiếm những cái thứ gì đó để mình xử trí công việc nó tốt hơn mình thấy thật sự là nó nó khó khó lắm vì phải vừa nuôi cái cảm xúc mà vừa ừ. làm cho người ta yên tâm ừ. cái điều đó anh nghĩ đó là một cái trải nghiệm mà anh anh được học trong hai năm vừa qua gần hai năm đúng không ừ, đúng rồi đúng rồi thì như Nhân tiện anh cũng nói ví dụ như anh có một cái store ở Đồng Khởi thì bắt đầu anh bắt tay vào à, sửa chữa thì đến bây giờ là cũng gần 2 năm nó nó chưa được khai trương thì cũng vì Covid. Thì đó là tất cả những thứ mà anh anh thấy là à, không không biết gọi là à, mình may mắn được trải nghiệm hay là mình phải trải nghiệm. Và cái thực ra cái giai đoạn vừa rồi thì khó khăn cho tất cả các ngành nghề đúng không ạ? Và tất cả về cái mặt gọi là tâm lý cái mental health của rất là nhiều người thế nhưng mà trong thời trang thì những cái anh kể ra thì thường một cái bộ sưu tập anh sẽ thực hiện mất bao lâu và ví dụ vì covid thì nó sẽ bị nó sẽ bị nhiều thời gian hơn hay là hay là ví dụ như là em thấy anh kể là hay phải họp qua điện thoại hay là màn hình thì những cái chuyện vải vóc các thứ thì cái đấy có phải là cái sẽ ảnh hưởng chính không? Thì uh cái đó cũng cũng có nhưng mà sẽ cũng quen vì khi anh làm việc với các stylist cho các ngôi sao Hollywood thì cũng làm việc qua điện thoại ừ. nhiều khi vải vóc cũng phải xem phải quay để coi cái độ rủ của vải hay là nó lóng lánh như thế nào hoặc là phải chiếu đèn vào để xem thử cái vải đó nó cái hiệu ứng là sao thì anh cũng đã quen cái chuyện đấy À, tuy nhiên em cũng biết rồi làm việc qua điện thoại nó cũng có những cái Hoặc là qua cái cái laptop nó cũng có Nhiều khi tranh luận nó cũng dễ bực mình ừ. em có nhận không? Nhưng <laughs> <laughs> mà mình face to face thì nó 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 Cái cảm xúc hoặc là cái cái gì đó mình có thể là mình quyết với nhau nhanh Hoặc là thậm chí mình có bực dọc hay mình tha thứ ừ. nó cũng sẽ nhanh đúng không? Nhiều khi qua cái màn hình nhiều cái bực ừ. thật ừ. Nhưng mà cũng phải làm thôi Đó nó là như vậy Nó làm cho em nhớ là thực ra lúc Thì mình trong lúc giãn cách là có mời anh chị Anh chị bảo không anh đợi hết dịch thì anh mới quay, anh không quay. Rồi bây giờ thì em đã em đã hiểu câu chuyện. Nhưng mà về thời gian thì anh có bị mất nhiều thời gian hơn hơn à, Có em ừ. à, thật sự bình thường anh nghĩ những nhà thiết kế cũng sẽ hiểu này từ thường, thường một cái collection làm phải làm gối đầu nhiều khi trước là cả 6 tháng nhưng em biết đôi khi làm trong khoảng thời gian lâu như vậy cái mood mình nó thay đổi á. Ừ. thì mình bỏ hết, mình làm qua một cái concept khác là có cái cái chuyện nó là có gọi là, là trở mặt đó là có thì cái mùa dịch này á cái cảm giác nó rất là khó chịu bởi vì em em muốn trở mặt cũng khó mà trở vì em không thể nào mà em đi ừ. em đi cung cấp vật liệu mới hoặc là những cái supply người ta phải uh, cho em chào hàng những mẫu mới được cho ừ. nên nó nó anh anh thấy nó có nhiều thứ mà làm cho mình trưởng thành hơn ừ. nghĩa là mình phải control cảm xúc của mình và mình phải uh, chấp nhận sự thật và phải làm cho cái sự thật đó nó trở nên tốt nhất ừ. đó là cái cách mà anh anh thấy và cái bộ sưu tập lần này sẽ biểu diễn uh, nếu mọi người xem trên Vogue thì đã sẽ đã thấy 38 lúc của cái bộ sưu tập tên là You See It First đúng không anh đúng không tên anh, thật ra, hình, anh chưa tên... anh chưa hẹn lộ như nào <laughs> thì um cái cái tên đó cũng không phải hẳn dành riêng cho bộ sưu tập nhưng mà nó sẽ là một cái cái ý niệm mà anh muốn chia sẻ với những cái khán giả trong à, buổi tối sắp tới để xem thì đó là ừ. những những vị khách sẽ được xem đầu tiên khi mà anh xong thì anh sẽ gửi sang ừ. new york ừ. và sang la để cho các stylist và các hollywood fitting thì à, cái bộ đó nó cũng khá là thú vị nó có nhiều mọi người cũng thấy concept anh chụp trên trên Đấy. trên vốt đa phần là trên thảm đỏ thì cái cách anh nhìn nghĩa là anh anh luôn dệt cái giấc mơ về thảm đỏ cho những người lần đầu tiên bước lên thảm đỏ và những người xem thảm đỏ là cuộc sống của mình Nên là nó sẽ có hai cái dạng người như vậy đúng không có những người, người ta lần đầu tiên bước lên thảm đỏ người ta sẽ lo lo âu hồi hộp và thậm chí người ta ngơ ngác thì anh sẽ là người giúp cho người ta tự tin hơn và nó cũng là cái cảm xúc đầu tiên, cái feeling đầu tiên của họ. Ừ. Rồi những người tham đó là cuộc sống của họ thì mỗi lần xuất hiện nó nó cũng là một cái cảm xúc mới, những cái công việc mới, những cái sự kiện mới, những cái gì đầu tiên nhất thì họ mới xuất hiện. Thế cho em hỏi cái ý niệm này, em cũng thích anh dùng cái từ ý niệm đó Tại bình thường mình sẽ nó là một cái concept đúng không? Nó nhiều ừ. hơn cả một cái bộ sưu tập. Uh, anh có nó từ lúc nào có phải em chỉ đoán có phải từ lúc các ngôi sao Hollywood hay là nó có từ trước trong đầu anh thực ra là nó có từ trước khi có dịch <cười> <cười> và khi mà dịch xảy ra anh làm thì cũng cũng vì dịch cho nên anh không có thay đổi và không không có trở mặt được thành một cái khác ừ. không anh vẫn tiếp tục làm và thực sự nó cũng là một cái nó xuyên suốt trong cái suy nghĩ của anh về làm nghề vì mình thiết kế trang phục cho phụ nữ cho các cô gái thì dù cô đó thành đạt hay không thành đạt thì nhiệm vụ của mình phải làm cho người ta đẹp và tự tin Tại vì cái thảm đỏ đối với những người nổi tiếng nó là thảm đỏ thực sự, ừ. nó là sự nghiệp, nó là những gì lung linh nhất. Nhưng thảm đỏ đối với những người phụ nữ bình thường đôi khi nó là một uh, cái, cái 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 miếng bạc hoặc là một cái cái chiếu ừ. trải ra để ăn cơm với gia đình. Thì nó cũng là thảm đỏ đúng không em? Đúng. Uh, người phụ nữ luôn thích được khen, thích được tỏa sáng. Ừ. Hai cái góc nhìn anh hay theo kiểu hay đối đối nghịch. Uh, cái chiếu trải một mâm cơm nó cũng là thảm đỏ. Ừ, đúng, Nếu mà người đúng. phụ nữ đó nấu ăn ngon, chồng khen, con khen thì người ta cũng vui, người ta xúc động, ừ. người ta thấy mình như một bà hoàng. Ừ. Đúng không? Ừ. Còn những những diễn viên điện ảnh hay là những ngôi sao bước lên thảm đỏ đúng nghĩa thì đó là cuộc đời của họ. Ừ. Thì đó cái nhiệm vụ của anh là anh thích dệt lên thảm đỏ cho người phụ nữ. chia sẻ với anh một chút xíu à, trong cái nghề của em thì em cũng đứng sân khấu rất là nhiều nhưng mà thảm đỏ là nơi em sợ nhất em sợ tất cả những cái khoảnh khắc một cái khoảng mà anh vừa nói cái khoảng vải đỏ người ta đi vào và có tại vì đứng vào đấy thì sẽ là có có photographer những cái người chụp hình mình em không biết là em đã chọn những bộ váy sai sau đó nhưng mà em rất là sợ cái khoảnh khắc đấy và thậm chí em luôn em luôn hỏi ban tổ chức là có cái shortcut nào mà mình không phải đi qua không à. và em cứ check in một phát là em sẽ phải chui 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 thì đúng ở đây em, em cái mà và sau này em cũng tự hỏi bản thân là tại sao cái khoảnh khắc đấy trên thảm đỏ rất là nhiều người thích và enjoy cái khoảnh khắc đấy tại sao mình lại sợ đến mức độ như vậy thì sau này em tự <laughs> cũng lật bản thân lại thì em nghĩ là cái chuyện tự tin là một chuyện. Cái chuyện sợ nhất là mình bị đặt vào một cái spotlight ừ. mà cái spotlight đấy chưa chắc đã là của mình. Ừ. Đấy thì cái đấy là cái em em sợ. Cái, cái em sợ. Thật ra anh thì cũng chẳng khác gì em đâu. <laughs> Mặc dù công việc xuất hiện trước công chúng nhiều, đi thảm đỏ nhiều nhưng cũng có những cái nỗi sợ như vậy. À, tuy nhiên em phải công nhận rằng một điều mình sợ nhưng mà mình thích mà Tại vì nếu mà không ai mình lên mời mình đi thảm đỏ Là thì nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ Hay là mình hết thời rồi hay là mình gì gì mình Đúng không? Cho nên là mình phải phải suy nghĩ là Làm sao để lần sau mình hết sợ ừ. Vậy thôi ừ. Cũng giống như em, em làm việc Em bước ra đời em làm Thì nó cũng giống như thảm đỏ ừ. Em cũng phải chiến đấu thôi ừ. Đó nhưng bản thân anh thì anh đã vượt qua nỗi sợ đấy như thế nào ngoài việc em vẫn tin là nó là hai cái chức năng rất là khác nhau anh có thể làm thêm hàng trăm bộ cánh nữa trên thảm đỏ. nhưng bản lúc thân mà mình anh đi à. đúng rồi anh có ăn thì cũng như bao người bình thường khác ừ. anh nghĩ một cái chia sẻ khá thú vị là em phải đôi khi em phải tập ở nhà em phải tập À, thế à? À, phải có em em phải tập em muốn đứng, <laughs> đứng trước gương ví dụ như là trong vòng em chỉ có khoảng 10 giây thôi em phải ừ. em nhắm là em phải có bao nhiêu cái dáng đứng ví dụ như phụ nữ thì sẽ có nhiều dáng hơn ừ. à, đàn ông thì ít hơn ừ. đàn ông mà tùy theo công việc đàn ông mà ca sĩ thì sẽ như thế nào diễn viên điện ảnh như ừ. thế nào KOL sẽ như thế nào nhà thiết kế phải ra sao thì tất cả đó là cái nghề của mình 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 phải tập ừ. tại vì nếu mình không tập thì mình đâu có chỉ cho người khác được. Ừ. Mà cái việc của anh đôi khi anh cũng phải chỉ cho những khách hàng của anh điều đấy. Wow. Thì cái trang phục của anh ấy là nó cũng phục vụ cho cái mục đích đấy đúng không? Tức là em thấy uh, Hollywood hay có <laughs> những cái cái màn mà đấy như anh nói là chỉ có 10 giây. Đúng không? Thì có 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 một cái technique nào một cái kỹ thuật nào trong việc thiết kế là à ok. Ngoài cái việc em nghĩ là chi tiết của cái trang phục hay là chất vải, đấy cho các tư thế đấy của anh thì còn... um nói về khách hàng của anh đi ừ. chứ nói anh cũng chả trang phục chả <laughs> có gì thú vị <laughs> gì hết em ngon nhận không anh mặc đồ quá boring chứ không có gì thú vị Dù như khách hàng của anh thì tùy theo cái người khách đó có vóc dáng và cái góc chụp nào đẹp ừ. anh người, anh với cái người đó sẽ trao đổi trước ví dụ như là em cái góc mặt em bên phải đẹp cái dáng tay em bên phải đẹp hay là bên trái ừ. hay là cái chân em góc nào đẹp ừ. thì anh sẽ dựa trên đó anh thiết kế cái góc đó để khi vào khung hình nó sẽ đẹp ừ tại vì trên thảm đỏ đương nhiên của mình nó sẽ có nhiều góc tuy nhiên những cái báo chính nó sẽ nằm ở những cái góc ừ. gọi là giống như front row gì đó ừ. nó, nó nó thì em nên tập trung những cái báo chính em phải lấy được những khoảnh khắc đẹp nhất còn báo phụ thì phải chịu thôi <laughs> okay. chịu có xấu thì rồi. cũng phải chịu bởi vì nó là phụ okay. <laughs> Đó nó là vậy ừ. Nhưng mà có những cái... phải có chiêu đó em chứ làm sao mà không được đấy nên em tò mò hơn cái chiêu đấy là à. ví dụ như là em chỉ ví dụ nha là vải nó phải tùy nhưng mà có những vải nó phải bay đúng không? Hất một phát là nó phải bay đúng không ạ? Thì đa phần khách của anh trước giờ cũng không ai drama quá, không theo kiểu mà phải biết trì phải làm trò này trò kia quá cho nên cũng không đến nổi phải không? Tại vì trên thầm đỏ đôi khi chụp mấy cô cũng có dạng như mấy bạn trợ lý đứng cầm cái váy tung lên một phát, thấy cũng hơi phiền. Ừ, cũng hơi phiền. Phức. Thế thì anh sẽ đi theo hướng đó, nó sẽ. Cái anh thì... nghĩ ừ. anh nghĩ tự nhiên hay hơn ừ. để cho người ta thoải mái, tại vì uh, lo lắng nhiều quá nó sẽ mất cái sự tự tin. Thế cái gì đắt giá nhất em biết là tùy người nhưng mà cái gì đắt giá nhất mà anh sẽ luôn đặt đề vào? Trên trang phục anh trên thiết trang kế trang hay anh là điều, đối anh, đối điều anh khuyên cho khách <laughs> hàng của mình? Trên trang phục anh thiết kế trước. À, có thể cái chia sẻ của anh mọi người khá bất ngờ vì anh luôn nói với khách hàng của anh trang phục của anh gì là cái nền chính cái cái vị trí của bạn cái công việc của bạn cái thành công của bạn nó phát tiết ra trên cái gương mặt của bạn nó tạo nên cái thần thái ừ. cái điều đó làm cho bạn mặc một cái bộ trang phục có thể nó tạo thành xu hướng cho người khác bởi vì cái sự thành công của bạn chứ chưa hẳn cái bộ trang phục đó nó hoàn toàn nó đẹp về các góc độ thẩm mỹ chưa chắc nó đẹp ừ. nhưng anh, anh luôn nghĩ rằng là mình chỉ là cái background cho cái nhân vật đó thôi cho nên là em em hỏi câu đó thì anh cũng chia sẻ thật chứ không phải là mình phải đính một viên đá nó bự hơn ừ. hay là màu nó phải tươi hơn thì thì cái người khách hàng của mình nó mới nổi bật thật sự không phải cái hào quang của người ta mới là cái giúp người ta tỏa sáng trên thảm đỏ còn trang phục nó chỉ che thân thôi em <laughs> nhưng em tìm thấy một sự mâu thuẫn tại vì rõ ràng trang phục là để cho người ta tự tin thì em không biết cái khoảng nếu mà anh chưa tự tin anh muốn bấu víu một cái trang phục thật là lộng lẫy để anh tự tin nhưng mà cuối cùng thì mình mới là cái điểm quan trọng nhất nếu mà trang phục chỉ là che thân thì liệu người ta có một chỗ nào để bấu víu vào không nếu bản thân người ta chưa phải là người tự tin hả Em, uh, như anh có chia sẻ là có hai trường hợp một trường hợp là lần đầu tiên trên thảm đỏ thì nó sẽ đúng như 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 ừ. em nói là người ta không tự tin và người ta cần bấu víu vào thì tùy theo mức độ cái sự tự tin hay không tự tin của họ anh sẽ có những cái thiết kế phù hợp ví dụ như nếu bạn tự tin thật sự và bạn tỏa sáng bạn thì cảm thấy bạn okay. làm được điều đấy nếu bạn tự tin về cái cơ thể bạn đẹp bạn muốn khoe chỗ này khoe chỗ kia thì tôi sẽ giúp bạn hoặc là bạn cảm thấy à ví dụ như bạn béo quá, tay bạn bự quá hoặc là bạn không tự tin về cái bụng của mình gì đó thì sẽ có những cái thủ thuật để che thì cái điều đó chắc chắn trong nghề thiết kế sẽ có. Còn à, đối với à, những khách hàng mà thành công và tự tin sẵn Nên rồi thì cái, đúng không đâu cần nói bởi vì họ thành công thì họ phải tự tin. Em thấy ít hiếm người mà thành công mà người ta không tự tin rất là hiếm. Vậy yếu tố cạnh tranh trong trang phục của anh là gì? À, anh thấy anh không biết hình như là cái trang phục của anh, anh anh có cảm giác nó giống như con người của anh mặc dù anh thiết kế cho các ngôi sao nó cũng có một sự nổi loạn ngầm thôi ừ. chứ nó không có phô ra bên ngoài nó không có tạo cho người ta cái giống như một cái cái cái, cái, cái sốc cái ấn ấn tượng lắm theo kiểu mà bị 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 sốc thì không không đến nổi như vậy nó có một cái độ đầm nhất định, ừ. uh, không quá tạo drama trên thảm đỏ. Ừ. Ok, em nhớ câu này, <cười> <cười> em sẽ không hỏi câu này nữa. <laughs> Từ lúc mà có rất là nhiều các dấu mốc quan trọng với anh, nhưng mà chúng ta đều biết cái dấu mốc mà anh bước ra thế giới và nó như một <laughs> tức là đến bây giờ em nếu mọi người vào trang của anh công trí thì sẽ thấy là có 10 cái page tất cả 10 trang để xem hình các ngôi sao đã diện đồ của anh mỗi trang thì có 9 bức ảnh đấy thì là <laughs> em thấy báo chí nước nhà cũng đã đếm ra um, em chỉ tò mò cái 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 quy trình làm việc của anh nó khác như thế nào kể từ cái dấu mốc là à bây giờ anh thiết kế cho các cái ngôi sao hàng đầu thế giới anh có phải thay đổi, anh có phải có những cái thói quen rất là mới và rất khác không? À, câu trả lời là không. Á. Nó hoàn toàn không, nó chỉ trái muối giờ thôi. Chứ ngoài ra nó không, không có, có khác gì hết. Á. À, đương nhiên là các nghệ sĩ trong nước thì sẽ có một cái cách làm việc khác. Nhưng mà cái khác đó không có nghĩa rằng là nó làm khác cái phong cách làm việc của mình. Nghĩa là mình vẫn phải làm việc chăm chỉ, vẫn Đúng. phải làm việc tốc lực, vẫn phải chu toàn, vẫn phải chu đáo. À, đôi khi đương nhiên là các cái, cái nghệ sĩ quốc tế người ta sẽ đòi hỏi nó khắc khe hơn và nó sẽ có những cái tàn nhẫn hơn điều đó nó cũng là một cái để mình học uh -huh. ví dụ như người ta có thể đặt mình thiết kế rất nhiều trang phục nhưng người ta không có mặt uh -huh. phải chấp nhận và bình thường và chuyện đấy xảy ra rồi à nhiều ví dụ như anh nói cho em nghe anh à, bây giờ hơn hơn một hơn một gần 200 trang phục anh đã được các ngôi sao mặc thì anh làm ít nhất cũng phải bốn năm trăm chứ không thể nào mà làm một phát dính ngay được. Ừ. <laughs> Tại vì làm em hiểu cũng nó từ cũng từ xa mà và hai năm gần hai năm dịch anh không có bay đi nước ngoài được thì tất cả đều là qua mail, qua điện thoại và qua hình ảnh hết. Cho nên là khá là vất vả. Đó, nó là như vậy thôi. Còn cái cái phong cách làm việc của mình thì không có gì thay đổi. Ừ. Thực ra kể cả trước khi hỏi câu này em cũng đoán được câu trả lời Vì nếu mà ai đã biết anh Trí rồi Thì sẽ biết là anh làm việc như thế nào uhm, Nhưng em vẫn không tin là Không có cái gì thay đổi từ lúc mà anh bước ra Em vẫn tò mò là Nếu phải phải có một cái gì để khác biệt Cho những cái giai đoạn khác nhau này chứ ạ Thì đương nhiên người ta biết mình nhiều hơn Rồi <laughs> à, à, tiếng tâm được biết thêm Nhân số tăng lên một xíu Kiểu vậy <laughs> Nhưng mà cái hành trình với anh Em biết có một cái câu hỏi người ta đã hỏi anh rồi Đấy là trước đây thì anh đã bao giờ mơ đến Đến cái 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 giai đoạn này hay không Và anh có trả lời là mơ đã là gì Anh mơ nhiều thứ dữ dội khác hơn nữa Có thể là mỗi cái giai đoạn á, Mình có một cái giấc mơ khác nhau Và anh, 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 nhận ra được là Càng về sau cái sự thay đổi giấc mơ nó có Thậm chí thay, thay đổi sinh sạch thậm chí nói trước quên sau nữa là có. À, hôm nay mơ thế này, tháng sau mơ thế khác là có. Tuy nhiên một cái giấc mơ mà anh anh không thay đổi từ từ lúc anh làm thời trang đến giờ là anh mơ thời trang Việt Nam được thế giới biết đến. Có thể ngày hôm nay anh chưa làm được 10 phần. Nhưng anh hy vọng những cái thế hệ sau anh cứ theo cái đà của anh ấy, làm tiếp để mà đương nhiên đó là cái niềm tự hào của mình ai cũng có có quyền phải làm một cái gì đó tự hào về cái nơi sinh ra ừ. thì anh anh đó là giấc mơ mà anh không thay đổi ừ. còn những cái mơ vùng vặt mơ linh tinh thì thay đổi suốt <cười> <cười> à, chính anh còn hỏi một cái câu à, em thấy rất là hay đấy là thời trang thì còn là văn hóa À, cái điều gì trước đây Khiến cho thời trang Việt Nam Không bực bùng nổ như bây giờ Hay là cho đến tận anh Anh nghĩ là trong khoảng 20 năm anh làm nghề Thì đã có cái gì mà anh ước là anh biết trước Để cho cái việc mà đưa thời trang của Việt Nam Văn hóa của Việt Nam ra ngoài thế giới Thực ra là anh thấy là vì trước đây Anh là cái dạng như giao thoa giữa giữa cái thời mà hình như không có internet đúng không? Đúng đến bây giờ thì anh chứng kiến là thì ngày xưa vì internet không phát triển rồi không có mạng không có facebook không có instagram không có những cái cái social media như vậy thì thì cái tính quảng bá nó và kết nối mọi người trên toàn cầu nó nó, nó rất là khó anh nghĩ là chứ không phải là mình dở đâu anh không nghĩ là uh, những nhà thiết kế của thế hệ đi trước dở đâu tuy nhiên bây giờ thì nó sẽ thuận tiện hơn người ta kết nối nhanh hơn ừ. và người ta trao đổi kiến thức cũng như trao đổi về cái gu thẩm mỹ hoặc là cái 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 test nó 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 dễ hơn ừ. thì anh anh thấy mọi mọi thứ bây giờ khá là được thuận lợi em em thấy điều đó không chỉ có điều là mình có chăm chỉ và có uh, giống như mình làm việc cực lực hay không thôi ừ. Chứ anh thấy mọi thứ bây giờ nó rất là thuận lợi Với anh mà nói Anh đã nghĩ là đang là đỉnh cao nhất của sự nghiệp chưa? Đỉnh cao sự nghiệp mà <laughs> Anh nghĩ là không phải Mà Theo kiểu như là Có thể cái suy nghĩ anh Mọi người cũng khá bất ngờ Vì anh không Cái cái tham vọng của anh nó Nó không quá kinh khủng cái um, chính vì điều đó nó giúp anh đi 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 trên con đường sự nghiệp mình một cách khoan thai và nó nó bền bỉ vì anh anh biết là khi nào chạy khi nào nghỉ ngơi khi nào đi lùi và khi nào đi đi đi, đi tiến về phía trước ừ. tại vì anh 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 tin rằng sẽ có những bạn khác máu lửa hơn tại vì bất cứ cái đỉnh cao danh vọng nào nó cũng phải có một cái sự đánh đổi thì anh anh cẩn trọng hơn trong việc đánh đổi anh thuận mua vừa bán như việc đấy hơn em sẽ không hỏi anh là có bao nhiêu ngôi sao đã mặc đồ của anh à. nhưng em sẽ hỏi anh là anh còn ngạc nhiên khi có một ngôi sao mặc đồ của anh hay không một ngôi sao mới à cái sao thật Um, một cái mà anh uh, anh không biết là nó bị gì không biết có gọi là bị đơ hay không nghĩa là đối với anh ít ít khi anh ngạc nhiên lắm vui có hoặc là cái ngạc nhiên ừ. của mình nó không phải mà uh, nhảy cẩn lên hoặc ừ. là vỗ tay hoặc là la toán lên mừng rỡ là không có thường thường là anh nhớ cái lần đầu tiên mà lúc anh biết tin uh, uh, Rihanna mặc ừ. đồ của anh thì anh anh uh, anh nghe thì nghe anh thấy anh nghe thấy bình thường ừ. khoảng cỡ một phút sau anh... sau anh mới định ủa à thế là mặc đồ của mình nè <cười> <cười> cái kiểu vậy đó em ừ. hiểu không cho nên anh mấy bạn làm cùng anh cũng sẽ biết đến anh là anh không anh không có thấy cái gì mà uh, bất ngờ đối với anh ừ. thường thường cái bất ngờ đối với anh là anh phải anh anh chủ động thì anh bất ngờ hơn là anh bị động anh không biết nó có 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 lạ lùng Được. không ví dụ như là anh thấy anh 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 thích cái điều đó thì anh tự cho là anh bất ngờ với điều đó uh -huh. chứ còn ví dụ như ai đem đến điều bất ngờ của anh thì uh -huh. anh thấy nó cũng bình thường tức là nếu anh nhắm anh rất là thích một ai không anh bất ngờ toàn chuyện vớ vẩn không à. chả <cười> <Okay>. <cười> <cười> tại vì trong mặt <laughs> <bản cười> anh lúc ấy rất nguy hiểm nên em không nó không nó không ý. có liên quan đến đến công việc em nhưng mà okay. không phải là trời ngôi sao này mặc đồ của mình mình bất à, ngờ quá hả <laughs> Cái sự bất ngờ bình thường của anh sẽ diễn ra nhiều ví dụ đi anh nhiều khi nó vớ vẩn lắm rồi kể ừ. ra nó mất cười giống như cái anh thấy cái nhiều anh thấy cái 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 hoặc là cái cái cây nó mọc ra từ cái chỗ rồi đó mà anh thấy nó bất ngờ như đó <laughs> hoặc là con con chó mèo làm chuyện này ừ. chuyện kia thì anh bất ngờ ừ. Ừ. hoặc là đi ngoài đường gặp cái người này người kia làm cái đó anh anh thấy anh bất ngờ ừ. chứ còn uh, trong công việc anh không bất ngờ nhưng đấy là có phải là sự rèn luyện không hay là nó luôn là như thế ạ anh nghĩ nhiều khi nó là bệnh lý chứ rèn luyện gì <laughs> em hiểu M mình mình nhiều khi mình nghĩ nó hoa mỹ chứ vì sao mình nghĩ nó là bệnh lý mỗi <laughs> người nó sẽ có một cái cái mọi người thông cảm em lâu không gặp anh <laughs> là em quên mất là anh là hài hước <laughs> mà em biết là anh cũng không cố tình hài hước mà nó tự dưng không mà cái đó là thật tại vì nhiều khi anh nghĩ nó không phải là cái gì hay ho đâu sao lại không có gì hay ho trời ơi em nói ở trên góc nhìn của em nhá em vẫn nhớ là Um, em không biết cái gì đến trước nhưng mà có một lúc mình lờ mờ em cũng follow Rihanna cái thời điểm đó em xem và em bảo là em bảo khoan khoan có một cái gì lúc mà chưa thông tin chính thức á, em nhìn cái bức ảnh em bảo là sao sao cái bộ trang phục này giống như mình đã nhìn thấy nó ở đâu à. khi mà nói chưa thư thông báo chưa được thì em nhớ hình như Facebook anh cũng chỉ nói là sẽ sớm có một cái tin gì đấy thì cái đấy làm cho bọn em với những người làm truyền thông lúc ấy mình rất là nước lòng mình tại vì thực ra mình chưa nhìn thấy cái đấy bao giờ, ừ. mình chưa thấy một cái ngôi sao cỡ bự đến như vậy và cái 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 bộ siêu tập đấy cũng là một bộ siêu tập mà riêng cá nhân em là em cực kỳ mê đó. thì em nhớ cái khoảnh khắc đấy chứ và em biết cái khoảnh khắc vỡ hòa à, có thể với anh, anh bệnh lý của anh khiến cho anh không <laughs> không không nhưng mà với em xin lỗi nhưng mà với giới truyền thông với người Việt Nam với bọn em lúc đấy thì đấy là một cái tin mà mình vỡ hòa. À tại vì mình mình tự hào chứ mình thấy có một cái gì đấy mà mà mình thấy gần hơn với họ à, anh anh nhớ lúc mà anh biết cái tin đó hình như anh đang đi đâu mà miền trung thậm chí anh đi chùa ấy gì anh ấy đi chùa rồi có trợ lý văn báo anh biết ừ. vậy gì hết á nhưng bây giờ ở thế của một người mà sẽ có khách hàng ở cả trong nước ngoài nước về cách các cái business model của anh cái cách anh quảng bá hình ảnh nó có phải khác nhiều hay không ạ à, có có khác thì việc này anh có một cái team về truyền thông giúp anh làm chuyện này và quyết định cái sự xuất hiện nó là sao uh -huh. anh thì cũng không có lấn sâu vào cái việc này lắm nhưng mà anh có team ở bên uh, ở New York có ừ. có bên uh, LA và bên Việt Nam OK đúng không? và tức là một như kiểu agency nếu mà mọi người họ sẽ thông qua họ thì mới làm việc đúng với rồi. anh đúng không đúng ừ. rồi. ok và sau những cái năm covid này thì anh em anh đã làm mấy bộ siêu tập ở bên đấy rồi thì ngoài ở trong nước thực ra anh có bao giờ anh đong đếm hai cái thị trường này không ạ à? có một thị trường sẽ quan trọng à, hơn chưa đâu chưa nó chưa là cái gì hết cho nên mình cũng không có đong đếm gì được hết à, cái thời trang nó giống nó là là áo quần nó 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 có nhiều thứ mà phải suy nghĩ chứ nó không phải là cái việc à một người sẽ lách mặt hay là một trăm người sẽ lách mặt nó nó sẽ làm bạn trở nên thành công nó không phải tại vì cái thành công trong business nó có nhiều yếu tố chứ nó không phải cái chuyện mà ừ. cô A cô B mặc đồ của mình nó không phải vậy anh thực sự anh uh, nói nói đúng thì anh làm bằng đam mê nhiều và anh biết rằng đến nó sẽ có từng cái thời điểm mà chúng ta nên biết đặt cái tâm hồn chúng ta ở đâu có những lúc chúng ta phải cần làm việc bằng cái cảm xúc và có những lúc chúng ta cần làm việc bằng lý trí thì anh nghĩ đặc biệt trong thời trang nó phải dung hòa được hai yếu tố này và nó phải làm nên bởi một tập thể chứ không phải là một con người ừ. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là nếu một ngôi sao hạng nhất của Hollywood mặc đồ của công trí anh vừa nhắc đến danh số một tí ti nó có kéo theo mọi người hay nói là có miếng có tiếng nhưng mà có miếng không tức là nó có thì thực nó sự cũng, là giúp... nó nó có nhưng mà em biết là cái thị trường của của Việt Nam mình thực sự nó cũng bé nó không phải là toàn cầu nếu mà một cái designer có một cái điểm nhấn gì đó mà được một tập đoàn khai thác thì nó mới thành một sự kiện còn không thì nó mãi mãi là một designer độc lập thì anh cũng như vậy mà thôi ừ. anh cũng đang là một nếu mà so với cái cái bản đồ thời trang của các nhà thiết kế thời trang trên thế giới thì anh cũng chỉ là một nhà thiết kế độc lập và nó cũng mình cũng không ngại mình vẫn có thể nói là mình nôn ừ. em 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 hiểu thì phải, phải nghĩ như vậy vì anh anh luôn anh luôn tự cho mình và anh cũng hay cho nhân viên mình là phải nghĩ đúng về cái vị trí của mình ừ đừng bị quá hoang tưởng mà mình sẽ không làm được gì hết. Ừ. Trong giới thời trang, nếu mà một nhà thiết kế độc lập, mọi người hay nói được nêm là Ok, là creative director của một cái tập đoàn như này, thì đấy có phải là một cái đỉnh cao hơn không ạ? Ừ, cái đỉnh cao hơn cái đó anh thấy khó khó mà phân định người này với người khác. Ví dụ như em em làm ở một công ty này, em thấy em happy mặc dù công ty em chưa chắc lớn khổng lồ hoặc là có một bạn làm phải phải ở bước vào công ty khổng lồ các bạn mới cảm thấy hạnh phúc thì cái đó anh nghĩ nó nó giống như là món ăn thôi. Ừ. Em ăn cái này thấy ngon nhưng mà người khác ăn thấy không ngon. Ừ. Còn đối với anh cái sự thành công nó không nằm ở cái việc là trong nó không dừng lại ở cái sự nghiệp. Thành công đối với anh nó phải nó như một cái mâm cơm và trong đó nó có phải có nhiều món chứ không thể nào nói là một cái mâm cơm chỉ có mỗi tô cơm nấu mỗi tô cơm ngon gọi là thành công nó không phải uh -huh. thì công việc và sự nghiệp nó chỉ là một phần trong sự thành công của một con người chứ nó không phải là cái cái để chúng ta đánh giá nhau Còn nhắc đến mâm cơm nên em sẽ hỏi câu này <laughs> đấy là những cái sản phẩm phái sinh của thương hiệu công trí À, ngoài thời trang thì anh cái tên công trí trở thành em nói không sai em nghĩ là một kiểu biểu tượng nên là anh có kết hợp với um, em thấy có BTS này đúng không Anh kết hợp với cả uh, Moi của Hồ Hà này Anh kết hợp với Samsung này anh kết hợp với rất là nhiều những và tạo những cái ngoài cái chuyện xếp kết hợp thì anh tạo những cái sản phẩm đấy à, mình có thể nói gì về điều đó nó là chỉ là câu chuyện của sức ảnh hưởng hay là nó có thể đến một lúc là nó trở thành một cái dòng độc lập một cái cái đó thì uh, mình nói cũng được bởi vì mình nói chuyện tương lai dễ nói lắm <laughs> vì uh, cũng uh, ai nhớ thì sẽ kiểm nghiệm lại được ngày xưa mình nói cái gì còn <laughs> okay. ai không nhớ thì chả sao phải không <laughs> tuy nhiên uh, anh thấy uh, cũng cũng có những cái thú vị anh cũng sẵn sẵn lòng anh chia sẻ với mọi người đôi khi anh kết hợp với các thương hiệu à uh, cái đầu anh nghĩ nó cũng đơn giản lắm anh thậm chí còn nghĩ là trời không biết uh, cái thiết kế của mình không biết có nhiều người thích không ừ. cái đó là có em giống như khi anh làm một dự án gì anh cái đầu anh đôi khi anh phải đặt uh, nó như ngày đầu anh làm với BTS anh nó trời cái kiểu này mình thích nè mà không biết là các bạn trẻ có thích không uh -huh. vì là mình thích đôi khi nó đơn giản hoặc là mình thích là một cái đôi giày nó phải phối được với nhiều đồ khác nhau hoặc là nó tiện dụng trong các sự kiện khác nhau nhưng rồi suy nghĩ ủa nếu vậy thì người ta hãng giày ta làm có một kiểu ta bán người ta mang hoài luôn không có đổi kiểu khác uh -huh. cái, cái, cái suy nghĩ uh -huh. anh á thì anh anh luôn là như như vậy và mọi việc anh thấy nó đến với anh nó cũng dễ dàng và nó và hiệu quả anh thấy nó cũng nó nó, nó hơn sự mong đợi anh cũng thấy vui ừ. em rất là thích cái ý đó của anh và thực ra mọi người biết anh thì mọi người sẽ thấy cái điều đấy nó rất hợp lý với tính cách của anh um, nên em tò mò là anh có bao giờ thử cái gì mới mà sợ thử cái mới mà sợ không ừ. tại vì uh, <laughs> cái những thứ mình học những gì thuộc kiến thức của mình gu thẩm mỹ của mình là giúp mình tự tin để mình làm điều mới còn cái mới nó chỉ là một cái công cụ một cái chất liệu nó là một cái phạm trù nào đấy để mà mình xào nấu nó lên thôi chứ em thấy nhiều đề tài anh làm nghe nó cũng đâu vào đâu anh vẫn làm uh -huh. <laughs> giống như em hoa hoặc là uh -huh. những cô những người phụ nữ bán hoa uh -huh. uh, gánh sau lưng nghĩa là anh anh cái vấn đề là cái cái đó nó có khi anh đặt cái cái mắt anh vào nó có làm anh xúc động hay không thôi còn nếu anh xúc động thì đề tài nào anh làm cũng được cho nên là nó sẽ kéo đến một cái câu hỏi mốt thuở. đấy là nếu theo câu trả lời như vừa rồi của anh thì cái việc là anh xúc động quan trọng hơn đúng không anh sẽ nghĩ đến bản thể cái tôi cái sự sáng tạo của anh trước tiên đúng không ạ à, bây giờ hiện tại anh có anh gọi là hai cái cái tên để mà làm việc uh -huh. một tên uh, gọi là công trí không thôi uh -huh. là để cho cái thương hiệu công trí là những cái thương hiệu anh đang làm với các ngôi sao quốc tế và những cái bộ sưu tập trình diễn và phải bán được thì em nghe cái câu mà phải bán được là em hiểu cái cảm xúc như uh -huh. thế nào đó đúng không? <laughs> tên là công trí Cả, nhưng mà không... <laughs> Cả, cảm xúc là phải có nhưng mà nó phải được khóa lại trong cái phải kinh doanh được còn một cái tên là nguyễn công trí là những cái bộ sưu tập như em thấy em hoa hoặc là cảm ơn sài gòn thì cái đó anh thỏa sức chơi trong cái suy nghĩ và cảm xúc của mình anh vẫn tồn tại hai điều đấy để mà anh không chán con người của mình Wow, những cái thứ anh cái, cái 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 kế hoạch vừa rồi của anh cái việc anh đang làm nó là một sự xa xỉ đúng không? Ý phải, ý em là phải chịu không thôi chứ rồi, em hiểu không giống như là, em là phải chịu. Xa xỉ ngoài về mặt vật chất ấy, nó còn là một cái xa xỉ là cái anh có track lại được là ở cái thời điểm nào thì anh biết là à tôi phải tạo ra hai thứ một thứ mà tôi ngay từ đầu rồi, ừ. ngay từ đầu là phải làm như vậy vì nếu mà để cuốn theo kinh doanh thì mình sẽ không một ngày đó mình sẽ 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 bị 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 cũ chính mình chán con người của mình ừ. còn nếu mình bay bổng quá thì mình lấy đâu ra tài chính để mình tiếp tục làm việc ừ. đó nó là như vậy thì cái đó nó anh phải đạt ngay từ đầu tức là từ xưa anh đã không phải anh chỉ người là người bay bổng một nửa anh cũng đã đã từng uh, chia sẻ với nhân viên của anh giống như trước đây cái tâm hồn nghệ sĩ của anh nó mạnh hơn nhưng bây giờ bù vào là cái tâm hồn của một con người lý trí và kinh doanh vì anh đang gánh vác rất là nhiều thứ à, tuy nhiên khi mình nhìn ra được cái điều đó thì mình sẽ dành cho mình được những cái khoảng trống để mình thực sự ngơ ngác hoặc thậm chí ngây ngô anh thấy anh anh được cái là anh chủ động trong cái việc đó có, có vẻ nghe hơi bất ngờ chứ à, có những thứ anh nghĩ anh không cần phải biết để cho cái đầu anh nó được nhẹ và nó nó có chỗ trống anh không cần phải để làm điều này không phải là rất là đơn giản như anh nói không nhẹ em làm như thử đi em làm nó nó không được vài lần nó cũng sẽ được một lần không em rất tôn sùng cái điều đấy em cũng rất là Cứ muốn là... thực hành cái điều đấy nhưng ý em ở đây là ở một cái tâm thế của anh um, sẽ tức là khi mà đặt để ra cái điều đấy nó anh đã làm được rồi nó sẽ dễ hơn nhiều so với những bạn trẻ Giống như, như em thấy anh làm bên thương hiệu Nguyễn Công Trí Anh làm 10 bộ sưu tập đánh số từ số 1 đến số 10 thì mới cho ra đời triển lãm cục im lặng thì cũng mười mấy năm thì anh đâu có bán cái bộ sưu tập đó đâu à, để anh giữ đó và anh biết rằng đến một ngày anh cần có một cái triển lãm và anh không bán ừ. nó là như vậy ừ. mặc dù có những cái thời điểm nó ai ai cũng phải cần tiền đúng không nhưng mà mình cũng không bán ừ. vì mình nghĩ mình bán mình sẽ không làm lại được <laughs> và anh cũng là một tiếp người tin là mọi thứ nó sẽ đến sau đấy à tiền rồi nó sẽ đến sau đấy không anh tin gì này cái gì rồi nó cũng sẽ xong cái gì rồi nó cũng sẽ qua uh -huh. ví dụ bây giờ em có nhiều niềm vui thì cũng người mà chống vánh thì vài canh giờ người mà vui dai thì được vài ngày hoặc tuần tháng hoặc là nỗi buồn cũng vậy cái gì rồi cũng sẽ qua cho nên là cứ cứ khoan thai đi đón nhận và phải dùng cái đầu kiến thức của mình để mình xử lý cái việc đó một cách bằng bằng hết cái khả năng của mình rồi cái chuyện gì nó cũng sẽ qua không không có cái nào mà nó cứ mãi mãi nó đeo bám mình đâu niềm vui nó cũng sẽ đi nỗi buồn nó cũng sẽ đi cái vấn đề chúng ta xử lý như thế nào và lúc nào anh cũng trong trạng thái thiền như này à? không phải như này. thiền anh nó thì với em anh không có ngồi thiền được anh thấy bạn anh thiền gì đó mà anh thấy hay mà anh nói, anh ngồi yên không có được anh là à, cục im lặng sao vậy anh im không được anh im lặng lên ra ngoài xã hội im lặng thôi chứ trong công ty anh không có im lặng <laughs> đấy. em đang chờ đợi anh nói ra những điều không như thì đấy. cái đó là đúng chứ anh đâu thể nào bạn mà... anh anh im lặng trong công ty anh im ừ. lặng nữa cho nó hư hết hư bột hư đường hết <laughs> em thấy nhân viên của anh gật gật ở ngoài đó tại vì ra ngoài nói trong công ty mệt quá rồi không ừ. còn sức để nói ở ngoài chứ không có gì đó nó đơn giản nó là vậy thôi đó, chia sẻ thật cho em hiểu <laughs> em tin em tin à, trong cái lứa anh có ghét hỏi cái câu bị hỏi cái câu này không tức là trong cái lứa thời trang tiếp theo anh có dõi theo không và anh có đặt cược cho ai không ạ những người mà hợi đi trước như anh hay bị hỏi à, cái câu này à, trong cái thế hệ sau thì có nhiều bạn anh thích ví dụ như bạn Lâm Gia Khang ừ. bạn bạn trung kinh phong là cũng một 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 người cũng rất là năng động. Rồi trẻ hơn nữa có bạn tiến triển, rồi bạn lý Giám tiền, cũng cũng còn nhiều bạn lắm ừ. mà đôi khi cũng không thể nào mà mà kể ra hết được. Và anh thấy là anh 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 thấy mấy bạn đó đương nhiên phải có sức trẻ hơn anh. Anh thì anh có kinh nghiệm hơn thôi, mấy ừ. bạn thì có sức trẻ hơn anh. Và anh mong những cái bạn đó sẽ có thể nhìn những cái việc anh làm và tiếp bước để làm cho mọi mọi thứ nó trở nên nó nó ngầu hơn xíu ừ. đúng không cho nên cái nền thời trang nước nhà mình nó, nó nhìn nó ngầu hơn chút xíu đấy anh cũng mong điều đấy ừ. nhưng đã có bạn nào gặp anh và nói rằng là làm thế nào để em ra được khỏi ra đến quốc tế không ạ đã có ai hỏi chưa? chưa chưa có ai hỏi gặp mình nó cứ đứng sợ sợ nó cứ đứng xa xa xa, xa nó chào anh chào chắc trông anh đáng sợ nó tới nó chào lý Nhí, lý Nhí vài cái nó đi chứ có đứa ừ. nào nó chuyện với mình đâu rồi uh, báo chí có hỏi nhưng mà cái điều này uh, anh cũng có chia sẻ rồi uh, trong thời trang thì uh, bạn phải có cái tài chính đủ mạnh nếu tài chính bạn không đủ mạnh thì cái tài năng bạn nó phải xuất sắc vượt trội nó bay ra khỏi lãnh thổ việt nam và thậm chí nó bay vòng quanh trái đất thì bạn <laughs> bạn mới có chỗ đứng. Wow, nhưng em cũng khá ngạc nhiên là chưa ai, chưa một nhà thiết kế trẻ nào hỏi. Tại vì em nghĩ là nếu mà hỏi thì anh cũng sẽ là người chia sẻ đúng không ạ? Thì hỏi em chia sẻ vậy thì, thì có cũng phủ phàng không? <laughs> không? Đúng không? nhưng ít nhất là phủ em nghĩ là đúng không? cái quan trọng nhất là cái cái sự tự tin. Đúng không? Em nghĩ cái sự tự tin. Uh, em nhớ một lần em hỏi. Uh, Suy Boy, Boy cũng ừ. là một cái bạn mà hát được ở sân khấu nước ngoài. Ừ. Thì Boy có nói là nhiều khi nó chỉ là mình cứ hay bị nghĩ là mình không làm được, cho nên không bao giờ mình ra. Nhưng mà chỉ cần mình nghĩ mình làm được, mình tự tin thì mình sẽ sẽ làm được thôi. Anh có nghĩ cái đấy áp dụng vào thời trang không? Rồi? Không à. Có <laughs> <Okay. cười> những cái áp dụng được mà em làm, em em tự tin em làm, em làm liều, em làm ra cái Đúng giống ôn được. gì, ừ. người ta nhìn, người ta cười em thêm em đúng không cái vấn đề là em cái điều em làm ai là người đón nhận khán giả của em là ai còn bây giờ em muốn ra nước ngoài đâu khó em muốn diễn ở đâu cũng được mà em có tiền là em diễn thôi ừ. vấn đề khán giả của em là ai báo chí nào viết về em trang báo nào ngó đến em còn giờ em muốn một cái thị trấn nào đó em lập một cái live show của em thì em cũng là ra nước ngoài đúng không thì cái quan trọng là anh cũng mong muốn những những bạn trẻ phải hiểu được điều đó ví dụ như chúng ta ra nước ngoài để được học hỏi để được cọ sát ừ. nó khác còn chúng ta ra nước ngoài để mà uh, nổ để đem cái đấy về Việt Nam nổ thì cũng phải biết đem cái gì về nổ cho nó đúng chứ không là người ta cười. Ừ. Anh vừa nhắc đến cái câu là để cho thế hệ mọi người nhìn Việt Nam nó nó ngầu hơn nếu mà mình dịch ra bằng <laughs> nhiều hơn là người ta sẽ nên biết gì về thời trang Việt Nam văn hóa Việt Nam cũng là một câu của anh là Việt Nam không chỉ có áo dài đúng không ạ? Thực ra cái mình quay lại cái thời trang nó liên quan đến văn hóa nó liên quan đến kinh tế và sự phát triển của một đất nước cái việc đầu tiên như em thấy là bây giờ các bạn trẻ ăn mặc đẹp hơn đúng không? rồi rất là sành điệu, đó là cũng là một cái sự phát triển của thời trang chứ không phải là các nhà thiết kế phải nổi tiếng hơn, phải làm được nhiều đồ cho lát mặt hơn thì mọi người mới được biết đến không hẳn đâu. Tại vì cái việc mà để ai đó biết đến mình nó thông qua nhiều kênh khác nhau, chứ nó không phải riêng về thời trang. À, cái cách các bạn à, à, tạo nên cái hình ảnh cho mình, rồi từ những cái hình ảnh rồi đến kiến thức, đến cách giao tiếp, những sự tự tin của của một à, một con người, của một cá ừ. thể trong một tập thể thì nó sẽ giúp tập thể đó nó vững mạnh. Ừ. thì anh nói nó ngầu hơn ở điểm là anh nói thật sự là các bạn trẻ Việt Nam mình mặc đồ đâu có thua gì các bạn trẻ trong khu vực châu Á. mình phải tự tin ở cái điểm đó và mình phát huy để rồi các bạn thiết kế cũng cũng mạnh dạng lên để mà uh, trước mắt là mình giúp cộng đồng mình đẹp, đó. rồi rồi khi cộng đồng mình đẹp thì uh, cái lan tỏa nó từ từ nó sẽ xảy ra ừ. tại vì bây giờ mạng xã hội nó mạnh mà đâu có gì đâu phải sợ ừ. đúng không ừ. Đó. anh cũng là ủy viên của hiệp hội thời trang châu á anh có đóng góp nhiều cho hiệp hội không ạ em hỏi câu này khó, khó hỏi câu anh dám trả lời không rồi. em định hỏi câu khác, đấy là không ừ, sao nhưng mà em vẫn có thể giữ lại cái xuồng này là, là, là thôi đừng bắt anh phải trả lời câu này không em định hỏi một câu khác đấy đó, là cứ hiệp hội hiệp đồ là câu khó rồi đấy. không hầu khi, khi như em... không làm gì được luôn. <laughs> thì đó. Thì không nghĩa là mình làm bằng cách là mình mình phải phải thể hiện rằng là mình à, à, xứng đáng được đứng trong hiệp hội là đã đã làm rồi. Có điều là mình làm gì cho hiệp hội thì cũng cũng chưa làm gì được. Không em xin lỗi là em cười câu hỏi đấy em định hỏi ừ. một câu là cái mặt bằng thời trang của Việt Nam ở trong châu Á như thế nào mình khoan nói em có cảm giác như là nó là hai cái vùng đất hoàn toàn khác nhau cái việc mà đến các ngôi sao của Hollywood nó là một kiểu thời trang thời trang thảm đỏ thế nhưng mà cái mặt bằng của chúng ta khi chúng ta nói đến mặt bằng thì nó còn là câu chuyện sản xuất này nó còn là câu chuyện uh, kỹ năng này uh, trong châu Á thì anh nghĩ là Việt Nam của chúng ta như thế nào? Uhm, đó là một câu hỏi khá rộng nhưng mà thôi mình uh, <cười> mình <cười> mình trả lời một góc đi ok ha thì bây giờ các bạn cứ dễ hình dung như thế này nè à, đối với anh mình cứ xét trên bình diện là uh, cái những cái trang phục của các cô hoa hậu đi thi đi uh -huh. cũng là thời là trang mà trend, em đúng, đúng không dạ, nó đúng cũng đúng đúng. là thời trang mà thì anh thấy việt nam đẹp mà đúng không so với mặt bằng trong khu vực là dù sao cái những thiết kế của mình nhìn cũng văn minh uh -huh. nó cũng là uh, đâu có thua gì các thương hiệu lớn trên thế uh -huh. giới đâu uh -huh. thì đó đó là cũng là một cái góc nhỏ để mình nhìn mình cảm thấy là mình còn đi được nữa uh, tuy nhiên cái mặt bằng chung là uh, nhiều thương hiệu thời trang trong nước có được cái cái gu thẩm mỹ hoặc là cái chất lượng sản phẩm nó tốt hay không thì cái đó nó, nó liên quan đến nhiều thứ chứ không phải dừng lại ở nhà thiết kế uh -huh nhà thiết kế không là gì hết đó nhà thiết kế uh, đâu có thể quyết định được cả một cái dây chuyền sản xuất hoặc là cả một cái nền công nghiệp may mặc đâu thể quyết định được thì nếu mà xét trên bình diện chung thì mình không bằng là về cái những cái thương hiệu mà ready to wear thì mình không bằng nhưng mà nếu mà về những cái nó hơi đặc biệt chút xíu cho các select, cho các những người KOL thì anh thấy mình không thua thậm chí mình có thể là vẫn hơn đó nó là hai cái cái góc mà anh muốn trả lời Cảm ơn anh đã giúp cho câu hỏi của em nó khuy về một góc. Trong những năm gần đây thì mình thấy anh nhắc đến local brand. Nên em cũng muốn hỏi cái câu là em thấy nở rộ các cái local brand. Nhưng mà cái tính tính nguyên bản, cái tính tại vì anh nói là nhà thiết kế thì không thiết kế, không quyết định. Nhưng mà với các cái local brand thì em cảm giác là à đằng sau sau những cái cái brand đấy chắc chắn là sẽ có một nhà thiết kế hoặc là một người nào đấy định hướng gọi là test maker cho cái brand oh. đó anh có quan sát những cái brand trong nước đó không và họ có cái tính nguyên bản của thời trang việt nam không vì anh cũng làm việc với các bạn trẻ cho nên anh cũng được biết thông qua những cái thương hiệu những cái local brand như vậy và đương nhiên mọi thứ ở ở đây mình làm nó cũng bị nhỏ lẻ lắm em uh -huh. Uh -huh. anh cũng trăn trở từ ngày xưa tới giờ cũng như các bạn trẻ khác thôi thì hiện tại em thấy các cái nhà máy có đủ cái dây chuyền sản xuất và đủ cái công nghệ để làm thì đa phần gia công cho các thương hiệu nước ngoài còn các nhà thiết kế nhỏ lẻ thì cứ mãi mãi như là các cô các cậu thợ may trong các cái căn hẻm và cứ cắm cúi với những giấc mơ của mình từng piece từng piece như thế bài toán đó anh thấy chưa chưa có lời giải thỏa đáng mà ừ. chúng ta sẽ phải đợi thôi <laughs> hay là anh nghĩ là liệu có một cái gì đấy mình có thể động tay vào được không ngoài cái việc chờ đợi? Thực sự anh cũng đã nhiều lần động tay vào nhưng bài bài toán về kinh tế nó 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 quyết định và chi phối tất cả. Bây giờ thì em hiểu hơn cái bài toán về kinh tế mà anh nói. Trước đó thì em nghĩ nó nó chỉ loanh quanh câu chuyện anh em làm nghề với thương hiệu của anh nhưng bây giờ thì ừ. em hiểu hơn ừ. và đúng là em đúng là nó khiến cho cái câu hỏi của em cảm giác nó nó rộng và nó nó không thỏa đáng thực sự. Uhm, thôi bây giờ lại quay về chuyện anh anh với cái bộ sưu tập lần này và với store mà anh khai trương lại anh có rất là nhiều các store rồi nhưng mà đây có một cái câu hỏi em em rất là quan tâm này tại sao lại anh chọn cái địa điểm tại vì cái show nó sẽ diễn ở diễn ra cách sạn uh, Continental đúng không ạ một cái địa điểm rất là Sài Gòn Uh, đầu tiên khách sạn uh, Continental là một khách sạn có cái lịch sử là gọi là lâu đời hình như anh nhất không làm cũng bậc bậc nhất ở Sài và, Gòn cũng một trăm bốn mấy năm ấy. cũng đó là nơi mà trước đây những cái thứ gì thuộc về xa hoa xa xỉ nó được xuất hiện ngay tại đó ừ. uh, nó có một cái tính di tích và di sản ừ. anh uh, anh thích thú điều đó anh uh, có cảm xúc thật sự và anh anh muốn đứng ở đó anh đứng ở đó để mà anh nuôi cái cái cảm xúc của mình và anh muốn làm một cái gì đó nó mới mẻ hơn cho nên anh cho bằng được anh phải có cái store ngay đó và quay về đúng trái tim của gần như nơi bắt đầu đúng không anh sinh ra đà nẵng em biết nhưng mà cái nơi thương hiệu của anh bắt đầu và nó có tạo ra cái cảm xúc đặc biệt khác hơn. Anh cũng đã những có nhiều cái show nó quá là ở khắp nơi trên thế giới nữa rồi. Thì khi mà làm ở Sài Gòn anh có thấy nó có một cái nhẹ lòng là đây là thành phố của mình không? À, cái tiệc của anh và cái show nó cũng ấm cúng nhẹ nhàng thôi, ừ. nó chỉ cho 100 người. Anh cũng có nói với Việt Tú là tôi mời ông làm tiệc chỉ cho 100 người thôi. <laughs> có thể trước đây ông làm những cái tiệc rất là khủng nhưng lần này tôi chỉ cần 100 trăm người và uh, tôi muốn kể một câu chuyện về uh, cái mà cái tính nguyên bản của cảm xúc Không giúp tôi làm gì đó uh -huh. cái câu hỏi về cái khách sạn Continental cũng là thì mình trước khi mà đến với cái buổi gặp anh Chí thì có hỏi chị Quỳnh Hương à. là chị ơi em hỏi anh Chí thì em nên hỏi câu gì thì đấy là câu của chị Hương xui em hỏi chết okay. À, anh nhắc đến anh việt tú nên anh việt tú cũng xui em hỏi một câu cực kỳ dài em sẽ đọc để anh trả lời nha ui vậy luôn câu hỏi dài <laughs> câu hỏi câu hỏi mà càng dài là phải trả lời càng ngắn nha đúng rồi ok em cứ đọc nhé anh ừ. sẽ trả lời anh nếu là người nhìn bên ngoài rất hiền lành ít phản biện trong các cuộc họp trò chuyện hay phỏng vấn hầu như không bao giờ thấy anh đưa ra các ý kiến của mình cũng không thấy anh tìm cách áp đặt người khác nhưng tất cả nhân viên hay những người xung quanh anh đều thừa nhận rằng là họ cảm thấy vô cùng áp lực mỗi khi được anh giao việc. <laughs> chắc có anh Tú luôn. <laughs> Thậm chí là chỉ ngồi cạnh anh nói chuyện họ cũng có những áp lực nhất định. <laughs> Vậy làm cách nào để anh làm được điều đó? Ý tôi là sự tôn trọng tuyệt đối từ mọi người mà. Anh không cần phải thể hiện cá tính hay là ảnh hưởng cái tôi của mình ra ngoài. Trời, ơi, cái câu này nó dài. <laughs> nó dài mà nó thực ra trả lời cũng đơn giản thôi. Ừ bởi vì những người xung quanh anh và những người anh làm việc đều là những người giỏi anh chả cần ý kiến gì nữa. rồi xong. Ừ. có khó để giữ được những cái mối quan hệ trong nghề qua bao nhiêu năm thì không ừ, cũng dễ mà cũng khó dễ là nếu mà hai cái tâm hồn nó cùng một cái nhịp và nó cùng một cái chí hướng cùng một cái lý tưởng trong cuộc sống rồi, nó khó mà nếu chúng ta không không biết được một cái sự tôn trọng nhất định thì nó sẽ dễ vỡ. thì tất cả những người mà anh làm việc thì đa phần là những người giỏi, cho nên anh không, anh không cần phải ý kiến vì anh 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 biết người ta giỏi và anh hoàn toàn tin cái quyết định của họ thì anh đâu có phản kháng làm gì. rồi anh Tù chắc rất hài lòng với câu với <laughs> câu trả lời này. em sẽ đến một cái câu gần như cuối cùng của chương trình này cũng là một câu em luôn hỏi khách mời à. nếu ngày mai anh không phải làm show mà anh phải lên hoang đảo anh không biết ngày trở về khi đi chỉ được mang theo một cuốn sách thì anh sẽ mang theo cuốn nào anh uh, cho phép anh mang một cuốn sách mà không có chữ gì trong đó một cuốn sổ đó thì bây giờ em nó từ sách thì anh dùng từ sổ thì nó okay, sẽ okay. khác cái câu của <laughs> em đúng không? <laughs> thì giờ còn cái lại... tự viết cuốn sách đấy đó anh tự vẽ trên cuốn sách đấy vẽ hay viết thì thậm chí anh xé ra anh nhóm lửa anh nướng mực nướng đồ cũng được <cười> <cười> không sao hết nhưng mà đại loại một cái cuốn nó không có chữ gì hết tống rỗng tại sao ạ? thì có ngày đó đi từ sau đó anh sẽ trả lời cho em <laughs> <laughs> tôi nhưng mà tại sao khi anh trong một cái chuyến đi mà nó mông lung như vậy rồi em ơi, bây giờ đã có cái ngày đó rồi, thì bây giờ em còn tiếc núi gì nữa mà em phải mang tùm lum đúng không? Thì em mang đi em thích em vẽ thì em vẽ, em thích em viết thì em viết, em thích em xé em nhóm lửa em nhóm lửa, em làm bất cứ điều gì em muốn, ừ. thì nó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi. Có một số khách mời cũng chọn câu trả lời như anh, với một mục đích là sẽ viết một cái cuốn sách mới của họ. Nhưng em biết là câu trả lời của anh có ý khác anh thì trước giờ anh chưa có viết sách và anh cũng rất là muốn nhưng mà để như cái hoàn cảnh mà em đặt ra thì, thì anh, không... anh không nghĩ là anh, anh viết sách đâu em chúc cho khách mời của anh đến show thật là vui và em cũng chắc chắn là với tâm sức của anh với cái sự kỹ càng của anh với áp lực vô hình mà anh đặt lên những người bạn và đồng đội của anh và em cũng mong là Em nghĩ là cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì gần như là trong cả cái series của Have a Sip em rất là mong phải có anh có mặt. Vì anh em nghĩ là anh có một cái vị thế vô cùng quan trọng với những người khác, cho những người khác, chứ không phải cho riêng anh. Em nghĩ là anh cũng không cần một cuộc trò chuyện để nói anh là ai. Nhưng em nghĩ là những người nghe và những người xem thì rất là quan trọng cho họ để biết tâm tư của anh. Nên là em rất là cảm ơn anh nhận lời có mặt và trò chuyện với em. Rồi, cảm ơn Thùy Minh. <laughs> Anh cũng chúc các khán giả xem sức khỏe và có nhiều niềm vui. Xin chào khán giả.